Rồi, chị xin chào mời cô bác anh chị em các bạn ha. Thì mới vô chỗ câu gần nhà nữa nè mọi người. Chắc giờ mình đi móc lỗ mình câu luôn quá à. Hả? Khúc này vít lục bỉnh cho nên khúc này hôm giờ không có câu nè. Đó, thì bây giờ thôi chắc chừng móc đại lỗ mà đó câu ha. Câu cá cha cá này kia nha, gì nó ăn thì nó ăn đi. Chứ mình câu giải trí mà. Không hiểu nổi luôn, mình vừa móc lỗ xong á mọi người kìa. Là mưa lớn tới luôn. Chưa có ra đồ ra gì hết trơn luôn đó nè. Quá mưa lớn luôn rồi. Không biết tình hình sao đây. Đó, nay đi chung có thanh niên mới nữa nha. Thanh niên này cũng ghiền dữ lắm, ghiền nè, mới sáng 6 giờ điện kêu đi câu rồi. Không lắm rồi. Nó có móc cái lỗ rồi nó mọi người. Lỗ này chừng móc bên đây rồi à. Đó. Rồi chừng chọn miếng cám thơm này nè. Rồi câu luôn nha mọi người, mưa quá trời mưa rồi, tranh thủ. Biết chỗ này nó ăn không nữa, tại vì ở mé bên bên kia đó, chỗ cây dừa đó là đang bơm nước ra. Này hơi ghiền quá, thì này ghiền này đi câu giải trí đi. Chứ còn chuyện ăn hay không cũng hên xui. Máy xuống cần đó rồi, mưa tới luôn quá trời mưa rồi mọi người ơi. Khổ không trời nó. Đi câu cá vậy đó. Thua luôn rồi. Quá mưa rồi, hổm giờ nắng quá mà nay mưa. Thôi, chia tay chỗ kia mọi người ơi. Ngồi một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, không cá nào ghẻ luôn. Mình lấy lỗ này mình mới móc nè, mình câu thử coi. Lúc này là nó chưa cắt lúa, chưa làm lúa đâu, người ta bảnh nước cái tháng nước thì nước cao quá. Nó chưa có bơm đâu. Nước của bảnh giờ còn cao. Ngá giờ đi bảnh đánh là lý tưởng. Kìa kìa, lúc hao luôn, lúc hao luôn. Lúc hao luôn, lúc hao luôn. Lúc luôn. Trời ơi, xỉu nhịp dưới 4 rồi. Còn. Lơ mạnh luôn cái ơi. Ê, bự. Con này bự. Nó thấy không mọi người? Thấy không? Ủa ơi, nhịp từ từ. Cảm cho lên luôn coi. Đây. Ngon mọi người ơi. Ừ, mà sao vậy? Ừ. Đây. Bự nè mọi người. Bự mà nó nhịp từ từ không mà sao nó không hấp mạnh luôn. Có cảm giác đã tay thiệt luôn á. Quíu à. Bự gì không? Ôi lên cá. Đây mọi người, đây, lấy cái máy coi. Ui lạ. Nó tính lấy thêm cần nó ra nó lên nữa kìa. Ký không? Ê hơn ký luôn á. Nè. Nè dây nè. Được. Ui. Có tương lai à. Ê rậm ký luôn nha. Hết mớm rồi, hết khóc rồi, hơn ký luôn à má ơi. Con này tầm ký 2, ký 3 luôn á. Trời ơi, cảm giác phê dữ không? Phê, tính ra 1 cần nữa. Trời ơi. Cầm cá này ơi, nuốt lử luôn hay gì rồi? Chưa nuốt, hơn ký, con này tầm ký 2. Hết mớm rồi. Mớm mày anh em, tính ra 1 cần nữa à. Đó, móc cái lỗ bự tính ra thêm cần tay nữa. Trời ơi. Thấy không? Hai anh em mắc mưa xong rồi cuối cùng cũng có cá đi lên rồi.
Rồi nay về khỏi ngủ luôn, không ngày đi câu mớm hết chùm mớm nay dính mừng rồi. Rung hết trơn anh em ơi. Còn có trường nãy giờ đây cái nhịp nhịp mấy cái rồi nghỉ luôn rồi đó nè. Ôi bên cái lỗ nó bên đây cá nó rỉ ăn hoài luôn nè mọi người. Nè, nó lỗ bị lớn thả hai phao luôn. Rỉ ăn hoài luôn, còn có trường nãy giờ bên đây không thèm ăn luôn. Xíu ăn nữa chứ gì. Nãy giờ nó cứ nhịp rỉ hoài mà. Còn ở ngoài giữa đó thì khỏi phải nói luôn nha. Cá bự nục nó lên hoài luôn vậy đó ở giữa. Trong chờ rỉa ăn giùm cái mà không thấy luôn. Lúc nào lụm trời ơi gì đó. À, siêu chốt luôn nè. Ê, ê, vô đếm. Vô đếm. Ui là trời, siêu đếm mọi người ơi. Ôi, ôi, ôi. Không ai tin nổi nha. À, trời, dính vô đếm mini nè mọi người. Ui, nè, 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 nè. Đây, đừng có dãy đó coi. Dễ hoài vậy. Ủa là đây có vô đếm nha, là mọi người thấy cái đếm rồi. Ờ giờ dãy hoài vậy. Cái kỳ nó cũng hơi dài hơn đó mọi người. Đây để trường cầm sát nó luôn cho đựng dãy nó nè cho mọi người xem. Đó rồi, đây đây nè, nó có cái đếm cho cái ngạnh nè mọi người đây nè. Nè, đếm rồi thấy không? Nó cái mỏ nó cũng tròn hơn cái con cá cha đó nha. Nè. Trời ơi đẹp lên nè. Lụm. Trời ơi mới lớn nè chứ có bự đâu. Tính nó hoàn khủng rồi, ngồi nãy giờ đại biết quá lâu luôn mọi người. Ngồi mà tới nỗi lấy điện thoại ra cái lướt tóp tóp coi luôn là hiểu rồi đó. Biết quá trời luôn mà nó. Em tên thiệt là em tên thị chốt. À, nước ở bên này bơm gì nè mọi người. Này trường vô câu chủ yếu giải trí hên thôi, kiếm cá thôi. Dính bự nhỏ gì có dính cũng được đó. Bởi vì bơm nước là nước nó rất là đục luôn. Bởi vì cá này nó ăn yếu lắm. Thôi giờ mình về dài ra ngoài đại đi, kiếm hên. Rồi kiếm cảm giác cá ăn đi chơi. Chứ thua rồi, chỗ kia thua rồi mọi người. Nó nghỉ ăn. Nên chị nó thả ra dài ngoài này rồi. Cái trong là chờ ăn gần rỉa là nó lúc sau luôn coi gì vậy nó lúc sau kìa. Lộn ngõ cũng được cũng có nhất. Lộn một con đầu tiên ở đây, không mớm đây mọi người ơi. Lo mãi dữ rồi. Kìa ghé kìa. Lớn không? Còn không? Kìa. Lúc nào lụm. Nó. tiếp tục. Có nhát nữa nè mọi người. Lên hàng nha. Hàng này hàng khủng không nha. Ờ bên đó nục kìa.
điệu chơi ha. Để tao cho cơ hội giật bao một lần mà giờ không dính thì ráng chịu. Ê, lúc không lụm mày, lụm mày nó lúc pháo mày đó mọi người. Cái này là mình câu á, là dạng như câu mà câu thả á, cái nước nó lại chảy á, rồi cái mồi mình nó chạy dài dài vậy đó, rồi cá nó gặp thì nó hớp mồi nha. Lên hàng, lên hàng nha mọi người. Tính ra là mình cần tay này nè, cái cần của trường á, đợt nhỏ đó mình giật mấy con này đã lắm mọi người. Quýu quýu kìa. Luôn cây được nhiều không vậy, lúc sau rồi bự bự rồi thôi, cũng cũng cả cỡ nữa nghe mọi người. Đã tay, đã tay nghe đó, này cũng bự bự hơn mấy cá chốt kia rồi đây. Nay cũng hên mọi người ơi, vô gặp mưa rồi thêm nước á, bơm á đục quá trời luôn á, mà trường vẫn dính cá ha, không bị mớm nha đó. Rồi vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau ha, giải trí mà kiểu gì là vui rồi.